안녕하세요, 여러분. 저는 허입니다. 저는 지금 Green Academy 한국어 고급반 학생이라고 합니다. Mình đã học tiếng Hàn được 2 năm thì đây là bí kíp giúp mình chinh phục tiếng Hàn trong vòng 2 năm qua. Ta-da! Giáo trình Hello Korean chỉ có tại Green Academy. Theo như mình được biết thì đây là cuốn giáo trình được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Và thông thường khi học tiếng Hàn thì các bạn sẽ được học theo giáo trình Việt Hàn. Nhưng tại Green thì các bạn sẽ được học theo giáo trình Anh Hàn. Các bạn vừa được học một kiến thức mới, một ngôn ngữ mới, song song đó thì các bạn cũng có thể được ôn lại cái nền tảng kiến thức tiếng Anh trước đây mà mình đã học. Thì mình nghĩ đây là một cái lợi ích cực kỳ to lớn khi mà các bạn học tại Green Academy. Trong cuốn giáo trình này thì bao gồm rất nhiều chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày, như là cách chào hỏi, học về gia đình, nhà cửa, hay là học về thời tiết và cách lên kế hoạch. Ở trong mỗi chủ đề thì các bạn sẽ được học từ vựng, ngữ pháp, và song song đó thì có thể rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và điều mà mình thích nhất ở trong cuốn giáo trình này thì có lẽ là nằm ở phần bài đọc. Khi mà gặp những cái bài đọc thì chắc chắn các bạn sẽ gặp những từ mới và gây cho mình cảm giác hoang mang và rất là khó hiểu. Nhưng mà các bạn đừng có lo lắng, tại vì ở cuối mỗi bài đọc thì luôn luôn có những cái từ mới và sách sẽ hướng dẫn và định nghĩa cho mình bằng chính tiếng Anh để các bạn có thể củng cố lại từ vựng và thông qua đó thì có thể hiểu được bài đọc tiếng Hàn một cách trọn vẹn nhất. Khi học cuốn giáo trình này thì ngữ pháp sẽ được chia ra làm 3 phần. Một là sách sẽ giải thích cho các bạn cái ngữ pháp rất là rõ ràng và kèm theo đó là các ví dụ. Và cuối mỗi phần thì các bạn sẽ có những cái bài tập để luyện tập. Từ đó giúp cho mình nắm chắc được các điểm ngữ pháp và áp dụng nó cho các cuộc hội thoại cũng như là nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân mình. Thêm vào đó thì ở cuối mỗi chủ đề, giáo trình sẽ tổng kết lại cho các bạn các từ vựng mới, kèm theo đó là các hình ảnh với màu sắc rất là sống động và rực rỡ để các bạn có thể ghi nhớ cái từ vựng mới một cách dễ dàng nhất. Khi học tiếng Hàn thì môi trường học, thầy cô và bạn bè là những yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà bên cạnh đó thì giáo trình cũng là một phần không thể thiếu để các bạn có thể học được một ngôn ngữ mới. Và cuốn sách này đã giúp mình như thế đấy. Green Academy 한국에서 나온 학원.